thì là chỉ 3 tiếng rồi. Dũng Thái Bình trận đấu hai đều đúng không? Trận đấu bây giờ bắt đầu mới căng thẳng này. Anh Tiến Đạt thì vào trận anh đánh rất hay, nhưng mà vừa rồi thì anh ấy cứ nhường mic cho đội bạn. Đấy. Bây giờ thì tỷ số là 2 đây, game chạm 6, bây giờ trận đấu bắt đầu. À, như vậy không đủ man và anh chạy đạn rồi. Vẫn bị còi mông, cơ hội cho anh Phước Việt. Hạ sĩ phải nói là rất phong cách phải nói là rất eo là rất như tình của Phước Việt, nhưng mà như vậy du tình của ca sĩ Đàm, du tình là của Đàm Hương hay là của cái gì này. Hay thế nhở? Ôi trời ơi, quá tuyệt vời luôn. Pha chạy lại quá hay của anh Tiến Đạt. Cập. Hay cật. Qua này tôi nghĩ rằng thế giới cũng chỉ đến như thế này thôi. Quá đẳng cấp. Anh Tiến Đạt. Một pha quay sổ số phải nói là dũng mãnh luôn của anh Tiến Đạt. Dũng chín luôn. Rất căng. Không về đánh. Cái gì anh? Cái này là của khách mà, cái này của em, đấy của em đấy. Rồi, cơ hội cho anh đến đạt, cho anh có bàn được không? Chào Phạm Thuận nữa. Đó là 4 bóng nữa thôi. Giải đấu đang diễn ra tại câu lạc bộ Bảo Lăng.
135 Nguyễn Công Trứ, thành phố Nam Định. Ôi, đúng là dịch Corona ảnh hưởng rất nhiều đến các ca sĩ, không chịu hát chung mic. Đấy, cứ liên tục là nhường mic cho nhau, không lúc nào chịu hát. Còn là ca sĩ khắc nghiệt. Anh này thì xin lưu ý, nhấp rất ngắn, chỉ nhấp được có mấy phát là khỏi. Đó, ăn được đi số 5 rồi, 3 bóng nữa rồi. Nguyên ba lô khi bên hai cầu thủ Hạng C đứng lên. Hay quá nhở, như vậy là anh Khắc Việt điều 8 lắp đít rồi, nhưng mà chưa biết là anh điều đúng không nào. Xin lỗi. Không phải đâu, Thế Phương không phải ẩu đâu mà người ta cố gắng hết sức rồi. Nhưng mà đây là hai cầu thủ được xếp hạng D, trình độ nó quá. Ví như anh Khắc Việt này, anh hơn 100 km lặn lội đường xá xa xôi để tham dự giải với anh em Nam Bộ, đó là cái tinh thần thể thao của anh quá tuyệt vời. Bây giờ chúng ta chưa bàn đến cái trình độ người ta dám chơi, dám đi và chơi, dám giao lưu với anh em, cái thể thao lành mạnh đó là cái điều quá tuyệt vời. Anh em nói chơi kém hay là giỏi ở đây, lâu nào mà cảm thấy hay thì cứ đăng ký tham dự giải để thể hiện mình cũng như dập dàng. Giải Nam Định năm nay thì là 50 ký quất lâm, là giải dành cho sức vui. Vâng, như vậy là anh Tiến Đạt Nam Định, anh lại truyền bóng lại cho anh Khắc Việt rồi. Ở chỗ nào thấy một ca sĩ này cũng là người đánh rất du tình, anh nhấp gậy trời ơi, rất mềm mại. Còn một ý chí nữa thôi. Anh có kết thúc được cái bài hát này không? Để anh nâng tỷ số lên 3-2. Gặp anh tuôn như người lớn luôn. Cái hình như là giải nghiệp dư mà bạn. Quá tốt rồi, một pha nhấp gậy và phọt rất căng của anh Khắc Việt. Như vậy anh hát được 3 bài rồi, anh nâng tỷ số lên 3-2. Thắng cái gì? Tiếp theo trên bàn số 5, Thọ Thái Bình gặp Hoàng Phú Thọ. Anh Sơn anh test con rời vô ấy. Họ Thái Bình đâu nhở? Đấy bạn đấy. Hoàng Phú Thọ đâu rồi? Rồi Nguyễn Phi Nhạn, anh em mình ở ngoài bốc phép thì bốc phép thế nào cả được. Và cái đăng ký tham dự giải rất ngay thì chuẩn luôn. Lê Quang Họ Thái Lọ gặp Hoàng Phú Thọ. Hay quá nhở. Đây là anh Tiến Đạt, anh em Quân Lâm Nam Định đâu hết rồi nhở? Còn mình 18 ở đây sao nào? Cổ vũ mạnh lên cho chủ nhà nào. Cho anh em Quân Lâm luôn được tự tin lên. Nguyễn Viết Thắng anh đang ở Nam Định rồi, mai nhé, sáng mai qua anh nhé. Nguyễn Viết Thắng. Thank you.
trọng nữa thôi. Bạn Năm này 8-3. Đã đeo lên được rồi. Bạn này có bình luận qua ai xem đâu, quay để lấy nguồn nữa. Không được rồi, như vậy anh Tiến Đạt lại chuyền bóng cho đội bạn rồi. Hai cầu thủ liên tục chờ nhường mic cho nhau mà không nào chịu hát. Cái đi đâu, cái đi đâu. Anh quay mặt đi luôn. Tỷ số 4-2 cho anh Khắc Việt. Anh Dũng ơi, rất tốt. Game chặng 6 nhá, Trung Tiên nhá. Em ơi, cho anh chai suối đây. Chai suối, cho anh chai suối. Hai chai suối đây. Không làm lớn được. Cứ nào mà đi làm này như này rồi. Hiệu của mình đi thì mình ra đi lát là mình đi lát. Thậm chí nhớ còn đầu tư cho mình hơn. Nhưng mà hôm nọ có cái xe rách 2 triệu không ăn bắt mình chưa lấy được. Xe đây là xe mưa hết. Anh Dũng ơi, kết quả bao nhiêu rồi? 4-0 à? Trung Tử Đơn gặp Phúc Dương trên bàn số 1. Đây kìa, anh Trung Dương ơi. Bàn này. Thank you.
và trong công có thủ rất hay của anh Khắc Việt. Tiến đạt thì ngay vào ván đầu tiên anh đánh cực hay và thuộc bàn cực hay, và sau đấy anh hay bị ngượng, cả như anh bị xấu hổ thì cái màn du tình của anh Khắc Việt, anh Tiến đạt anh ấy không chịu nổi, anh ấy bắt đầu bị cóng cơ anh chưa cứng được. Rồi à, vui nhở, hay quá nhở, góc quay này thì cũng hơi khó nhìn, không biết là còn đường riêng hay không. Dường như là vẫn đường riêng anh em ạ, vẫn đường riêng. Hay quá nhờ, quá tuyệt vời, quá này lắp đít luôn, cú lấy áp xe chảo luôn, còn quại luôn của anh Tiến Đạt. Rồi, quá này, ơi đi đâu, đi rồi cũng đưa thì đi, và đẹp luôn, thẳng tắp. Ôi trời. Anh định ra đánh tiếp lại trượt. Rồi, còn 2 bóng nữa thôi. Cơ hội cho ca sĩ Khắc Việt nâng cao tỷ số. Tôi rất là thích cái pha nhấp gậy của anh Khắc Việt này. Vô tình luôn. Rồi. Còn một bóng 9 nữa thôi. Còn câu hát cuối cùng. Thì anh hát được không? Một pha cân một đít không thành công của Khắc Việt. Vì vậy là anh vẫn quyết định anh không hát hết bài này, và anh lại nhường mic lại cho anh Tiến Đạt. Rất căng thẳng trận đấu, càng lúc càng hấp dẫn và căng thẳng. Rồi, tỷ số được rút ngắn xuống 3-4. Quá căng, rất áp lực. Ai phá đầu? Thì đến lượt, bây giờ lượt ông phá. Chấp một ván mà. Tỷ số là 3-1. Bây giờ mới căng này, tập tỷ số bây giờ tầm nay bắt đầu mới căng. Hay quá nhỉ, Cường Colo Nhê. Cường Colo Nhê hay thế nhỉ, giống cái link của cái anh gì ở trên YouTube thế nhỉ. Thì đây là giải nghiệp dư mà bạn ơi, thì trình độ nó có hạn, anh em cổ vũ mạnh cho các cơ thủ. Đây là 2 cơ thủ được xếp hạng D, là hạng best của giải. Trời ơi, một pha phá rất dũng mãnh của anh Khắc Việt. Chưa chết bi nào. Phá bi bung bét luôn, không chết bi nào. Hay quá nhờ, một pha kéo để chết 5 luôn. Một ra cửa lỗ 10 luôn. Quá hay. Anh Tiến Đạt có thể có dọn được bàn không? Hay quá nhờ, một pha đánh đi một cửa lỗ cực kỳ chính xác của anh Tiến Đạt. Rồi, 2 thì anh đi làm gì đây? Bóc bánh trả tiền luôn. Tầm nay đi Quất Lâm mà không trả tiền thì làm sao được. Quá đẳng cấp. Anh không bóc bánh trả tiền mà anh cân tít luôn. Hay tập
quá đàng hoàng luôn. Tiến Đạt đang rất tự tin rồi, sau khi rút ngắn tỷ số xuống 3-4, anh đang rất tự tin, cất cao tiếng hát rồi. Hay quá, 4 bóng nữa thôi. Rồi, 3 bóng nữa thôi. 3 câu hát nữa là anh săn bằng tỷ số 4 đều. Anh Mạnh ơi, đang 5 đều đúng không anh? 6-4. 6-4 anh... qua nhờ, một bóng chín nữa thôi. Còn câu hát cuối cùng, có anh có hát không anh? Anh nhường mic cho bộ bạn đây. Ơi, cái đi đâu ui rồi ơi, tôi biết ngay mà này, đến chín các anh lại bắt đầu là nhường mic cho nhau, không chịu ông nào chịu hát. Tiến Đạt và Khắc Việt hai ca sĩ phải nói là rất ăn ý, rất ăn ý luôn. Mỗi anh phải hát được bài. Anh đang nhập rất kỹ. Anh một pha đánh trúng đi mục tiêu của anh Khắc Việt. Rồi, đá chín cũng hơi trái ngang cuộc tình một tí. Hay quá nhở. 4 đều cho Tiến Đạt. Nguyễn Ba lúc thi hai cơ thể này đang cống hiến những đường cơ rất là tuyệt vời cho khán giả, sao phải quay bằng khác này. Nguyễn Ba lúc thi. Anh em Hải Dương bánh đậu xanh rồi, comment 34 lên comment bánh đậu xanh lên tôi xem nào. Cổ vũ cho anh ca sĩ Khắc Việt. Quá tuyệt vời, trận đấu phải nói đang diễn ra hết sức là hấp dẫn. Cân tài cân sức giữa hai ca sĩ. Anh Đức Vũ cũng như tất cả anh em mà bỏ chơi kém anh em, vì ở đây là hạng D mà tham dự giải nhằm phát triển phong trào. Người ta kém thì người ta mới chơi để người ta rèn luyện, người ta nâng cao cái tinh thể rèn luyện để nâng cao cái trình độ của mình. Rồi người ta chơi nhõng thì ở đây không chơi kém. Bây giờ anh em phải cổ vũ từng con bi một, con bi nào hay anh em mình cổ vũ ngay đấy. Quá hay luôn, một đường chưa tứ băng quay đầu đường ba quá đàng hoàng của ca sĩ Tiến Đạt. Wow. Anh em phải cố từng con đi một, anh em không đi. Ôi, một pha chém siêu mỏng cánh của anh Tiến Đạt, anh chuyền bóng lại nhường mic lại cho ca sĩ Khắc Việt. Liệu Ngọc Hân đó, với khoảng cách nhấp gậy quen thuộc của anh Khắc Việt rất mềm mại. Hay rồi, 3 bóng nữa thôi. Rồi, cũng được, nhưng con này cái má này như hơi sượng rồi. Má này
Chô cũng ra sượng, lê cũng sượng. Rồi, vậy là chô. Rất khó. Lăn chắc đã, tính xong. Ui giời, tôi đã bảo rồi, mà lại ăn chắc đã rồi tính sau. Chứ gì đã phải điều. Mày không mở nghe. Này anh nhấp được mấy phát anh quạt luôn này. Chóe rồi. Anh à, đấy, anh tiến đạt thì anh ăn chắc cũng phải. Đi đâu thì đi, tính tiếp. Bọc luôn, sao phải nghĩ. Ôi, bốc bánh nhưng mà anh này quên chưa trả tiền rồi. Cơ hội trao lại cho anh Khắc Việt. Nếu anh có hát hết được bài này không? Lại dư mỏng ra đạn. Lại dư mỏng ra đạn. Anh ra. Hay quá rồi. Mặt tỉnh bơ lạnh, lạnh tanh luôn. Hay tật. 5-4 cho Khắc Việt rồi. Cái đoạn 6. Trần Dương, tôi phải cổ vũ cho các cầu thủ chứ. Ông nào không thích nghe thì tắt tiếng đi, ai bắt nghe đâu. Lực sĩ. Cái đi đâu ạ? Rồi, có nhìn thấy 9-0. Tầm này, sổ số luôn. 1-8-9 đi, anh thật căng ạ. Cơ hội quay sổ số luôn. Sổ số Quất Lâm mở rộng. Như vậy là anh Tiến Đạt quyết định không quay sổ số, anh quyết định dọn bàn luôn. Oh, chạy đạn rất hồn nhiên. Tôi bảo ơi, khỏe quay sổ số luôn thì ngon. Tự tay bóp ấy rồi, tự tay bóp háng rồi. Mình chạy đạn là chết luôn như lắm. Rồi, cơ hội sổ số kia. 3-8-9, phăng, căng ạ. Chúng ta cùng sổ kia. Quay thôi, chín chạy đâu. Ồ, không được. Anh quay nhưng mà chín chạy hơi chậm. Để phải đánh thật căng vào thì... À, dư mỏng trong không có thủ đây. Dư mỏng ra đạn này. Rất kinh nghiệm. Thank you.
đến tận mồm cho ca sĩ Khắc Nghiệt rồi. Khắc Nghiệt chỉ được sôi thôi. Chỉ còn 5 bóng nữa thôi. Khắc Nghiệt sẽ cắt tiết trận đấu. Rất tốt, 3 bóng nữa thôi. Tôi nhìn thấy là tương đối là ngon rồi. Nên là anh Khắc Nghiệt cũng có hát hết bài hát. Tôi có nhìn thấy cái điệu nhấp vậy của anh Khắc Nghiệt này tôi lại thấy buồn cười. Hay quá rồi, rất mềm mại, còn một bóng chín nữa thôi. À, như vậy là anh Tín Đạt đã ra bắt tay, tỷ số kết thúc tỷ số 6-4 nghiêng về Khắc Nghiệt. Rồi tôi sẽ tắt video trong vòng 2 phút và tôi phát một trận đấu cực kỳ hấp dẫn cho anh Mạnh Đăng Định gặp Núi Chùa Hải Dương. Tiếp theo trên bàn số 2, Quý Rùa Hải Dương gặp Trường Văn Mạnh. Quý Rùa Hải Dương đâu nhở? Có đây, Khải CT. Khải CT là Khải chim to. Sau trận đấu này sẽ là trận đấu của anh Mạnh Đăng Định gặp Quý Rùa Hải Dương. Thank you.
8.1. Vào 1:16 rồi, tí còn đâu. Lâu nữa. Thằng lực nó bị loại rồi. Anh chắc ô chết rồi. Chắc gặp Hoàng Phú Thọ rồi. 83 sợ eo mà. 83 sợ gì. Cương chuyển khoản anh chưa? Cái? Cương Ninh Bình. Chưa. Bao nhiêu? 700. Để luôn đây nhá. Tài năng trẻ Mạnh Nam Định gặp anh Quý Rùa Hải Dương. À, mỗi anh em bổ mình cỏ xẻ phát nhờ, cho rực rỡ nhờ. Hiếp tràn các bạn, đây là quán của anh Trung, câu lạc bộ Bảo Lam 135 Trung Chí. Trận đấu bắt đầu, ván đầu tiên thì anh Quý Rùa sẽ là người phá bóng. Huy Hoàng thoải mái em ơi, sang đây kia đấy. 135 Nguyễn Công Trứ nhá. Và xem thoải mái. Thái Bình vừa giúp Thái Bình này, rồi nhiều anh em Thái Bình lắm. Anh Phúc Dương Thái Bình này đang đánh các bàn bên cạnh. Thái Bình sang cái đâu không? Lại thắng. Anh thua ai đâu? Khá tật nhở. Cười. Vòng trong rồi đúng không? Đó rồi. Đây, nó đang ý kiến này. Hả? Ờ, tùy anh em. Thôi đánh rồi. Mà sao mình xuống ra mình nhớ. Tiếp theo trên bàn số 6, Lam Đen gặp Châu Việt Cường. Anh tiếp đấy, Lam Đen đâu ạ? Alo. Cái gì ạ? Vâng ạ. À, phân thường 300 anh. Được ạ, anh nhắn tin vào số này cho em nhé. Anh nhắn tin thẳng vào số này cho em để em nhớ. Vâng ạ, em hợp cơ đây. Dạ vâng ạ. Anh thắng 76 nhá. Anh khá quá nhở. Sơn Cổ Thường Tín gặp Mạnh Thái Bình.
Mạnh Thái Bình đâu rồi? Đấy đấy, vào 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 đây đấy. Đấy ta đâu đấy. Đấy đấy, cạnh 4 đấy. Chỗ quầy 3 đấy, chỗ quầy 3 đấy. Mấy rồi? 75 luôn không anh? Một đều ạ? À? Một đều cho mạnh lắm. Một đều cho mạnh năm mươi hết. Hải Hà ơi, bây giờ mình chờ có xong phập luôn này. Bạn này bạn này, thằng thắng thì em gặp nó luôn. Lại gặp cái thằng kia à? Không, chưa biết được. Đây anh Dũng tuổi lắm, thằng Dũng 75. Ok nha, Nguyễn Hải Dương nhá. Thôi, kích một cái nút, tôi cứ bật lại thôi. Dũng đang thua mà anh? 75 Dũng thua mà. Đó, cơ hội cho anh... Trường Văn Mạnh, tài năng trẻ hay nhất Nam Định, đi một chấm ra nào. Người đánh phải nói là... rất mềm mại, rất mượt mà của anh Trường Văn Mạnh. Anh em lấy đồng cơ lên đặng 6. Đúng rồi, 6 đối thủ. Ok nha Ngọc Công Tử nhá. Ê à, Khắc Việt hôm nay hát hay lắm. Khắc Việt vào 1:16 rồi. Còn Lực thì vừa nãy tranh vào tứ kết bị loại. Lực bị loại rồi. Tí nữa Việt Ái đánh. Anh là
D. Đâu được hết. Đâu rẻ mà. Nơi của cái lữ của Trung Quốc ấy. Ờ đấy. Đây Văn Minh. Anh ơi, sao phải 62 rồi, em đang ở Hải Dương mà. Đêm nay em mới về. Anh Lê Văn Minh nhá, sáng mai em ngủ sớm nhá. Chiều tối nay em mới về Hà Nội. Mày quá nhở, Trường Văn Mạnh chuẩn bị nâng tỷ số lên 3-1 rồi. Dương Đức à, em đây nghe vào. Đấy là Dương Đức à. Trường Văn Mạnh đã thua chung thủ đơn. Nó áo băng à? Áo băng luôn. Ở bàn bên cạnh thì một trận đấu rất căng giữa Đức Thái Bình và Quang Trắng. Trận đấu đang live stream trên kênh YouTube rất căng thẳng. Tôi đang live stream cùng lúc trên hai kênh nhá, kênh Facebook này và kênh YouTube của tôi đang live stream rất hay. Anh em có thể vào kênh YouTube để theo dõi trận đấu của Đức Thái Bình gặp Lam Trắng của Hà Nam. Hay quá. Nam Trắng ơi, đánh luôn đi. Em đánh luôn chưa? Băng luôn đi. Chưa. Tiếp theo trên bảng số 5. Vào hút rồi, thắng cái thua ấy. Thọ Thái Bình gặp Nam Thái Bình trên bảng số 5. Thọ với Nam cặp nhau đấy, bắn Nam đấy. Nam ơi. Trên bàn số 3. Hải Hà Thái Bình gặp Lam Trắng Thủ Lý. Thanh Hồng một thắng. Ông mới là sói, ông thịt là A. Dũng Thái Bình vừa nãy tụ tay góc cà đánh chín chiếc cái thua luôn. Dũng Thái Bình bị loại rồi. Chậm 5 đi. Tùy hai anh em thỏa thuận thôi. Ok nha, chào fan cứng. Chào mấy anh ơi. Chào bá nha.
Đúng rồi, không có đá đây. Anh cứ đá đi. Đâu, 8 ở gần 9. Tám ở bên kia. Rồi, 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 xem với nhau. Ê, ai? Ê, chặn 6 à? Đâu, một thần có gì đâu mà chỉ có thần. Là cái anh kia, anh ấy cứ tưởng là bàn này xong rồi. Anh ấy cứ biết. Anh ấy của ấy. Hay quá rồi. Ồ, nhưng mà lại dính vào luôn cái dính đít 6 rồi. Đừng chạy đi đâu rồi. Anh kia, anh ấy vừa chạy ngoài anh tưởng bàn này xong rồi. Phương Hoàng này. Cẩn thận, anh tưởng bàn xong rồi, anh phá bàn luôn. Ôi, đặt con 8 rồi.